Quý vị cô chú, để mình hỏi anh được về đi thiếp như thế nào và cái ý nghĩa đi thiếp như thế nào. Anh được đã có cũng có từng đi thiếp và có từng ấy, để mình hỏi anh được. Anh được thường thường đi thiếp bao lâu anh được? Dạ, thường thường đi thiếp mình vô ngồi học đạo vậy khoảng nửa tháng. Dạ. Rồi cái đó là ai cũng đi thiếp được phải không ạ? Dạ, không phân biệt già hay trẻ, chỉ là mình có cái tâm mình muốn học đạo trong cái đạo Phật thôi. Thì thường thường mình ngồi nửa tháng thì mình để gọi là tu tâm sửa tánh, mà cái Đức Phật để lại đó là gọi là Vipassana. Vipassana có nghĩa là mình để thay đổi cái tâm mình từ xấu thành tốt đó. Thì ý nghĩa của thiếp của chúng tôi là như vậy. Nghe nói thiếp là xuống âm phủ có không, như người ta có cho đi thiếp, người ta nói vậy thôi, mình nghe vậy thôi. Bữa nay chứng kiến gặp anh được nói là có xuống âm phủ gì đó là có không vậy? Cái đó thì cái về cái mặt tâm linh thôi, nhưng là cái xuống âm phủ hay là lên thiên đàng thì nó là phát ra từ tâm của mình. Thí dụ mình làm việc xấu thì mình sẽ thấy ở dưới địa ngục nó như thế nào, còn nếu mình làm việc tốt thì mình sẽ thấy ở trên thiên đàng nó như thế nào, để gọi là cảm hóa cái tâm của mình lại. Lấy nghĩa là ngồi thiếp như vậy. Dạ, nhưng mà lúc anh được có đi thiếp là anh thường thấy trên thiên đàng hay là ở dưới địa ngục? Dạ, hai phần đó mình đều cũng đi. Dạ. Vậy là còn niết bàn thôi mình chưa đắc được. Anh chia sẻ là anh chia sẻ trước là lúc anh gặp đi là đi lên trên đi. Dạ. Cho tụi em được hiểu á. Này cắt chút. Cắt ha. Dạ, anh được ơi, anh đi thiếp ở dưới địa ngục, anh thấy những gì có thể chia sẻ cho khán giả được biết không anh? Thì trong cái Vipassana này nó rất là nhiệm màu. Thì có những chỗ mình không thể nói ra thẳng thắn được. Thì chỉ có mình là mình vô ngồi, mình cảm tưởng, cảm chứng tự mình thôi. Thì nói chung là ở dưới địa ngục thì nó chia ra là cái phần ác. Nếu mình làm ác thì mình sẽ đi vào địa ngục. Thì có ở dưới địa ngục thì nó ví dụ như là một tù nhân đi. Mỗi ngày người ta lấy cái kim hoặc là cái dao xẻ thịt, sáng 100 thịt 100 lần, trưa 100 lần và chiều tối 100 lần. Thì nó cũng không bằng cái móng tay ở sự chịu đựng khổ cực ở dưới địa ngục mà Đức Phật đã phán. Thì chỉ là khái niệm một chút vậy để cho quý vị xem và hiểu đôi chút về cái địa ngục, chứ mình không thể nói là mình thấy cái này thấy cái kia được. Dạ, với lại cho em hỏi á, khi mà mình đi thiếp anh nói là khoảng 10 ngày nửa tháng. Mà trong khi đó mình ngồi mình chỉ niệm Phật thôi chứ mình không có ăn uống gì không? Dạ, cũng sinh hoạt bình thường thôi trong khi mình vô ngồi thiếp đó. Nó không mà có... trong cái nửa tháng đó là không được về phải không? Được. Dạ, trong cái nửa tháng thì mình tu học ở trong cái phòng đó, cái phòng là thiền định. Thì như mình ngồi thiền đó ha. Nhưng mà tới giờ ăn thì mình cũng ăn bình thường. Cũng ăn bình thường, sinh hoạt bình thường. Chỉ là khi nào mình tâm mình tỉnh rồi mình vô ngồi. Chứ không bắt buộc. Mình xuất hồn mình đi đó phải không? Dạ không đâu, không đâu. Không phải gì luôn không được. Chỉ là mình cái dùng cái trí tuệ, cái trí tuệ và cái thần thông của mình gọi là trên con mắt thứ ba mình sẽ nhìn thấy. Nếu mà mình đắc đạo cao siêu hơn nữa thì mình có thể xuất hồn, nhưng là nó rất là hiếm. Hôm nay được nghe anh được chia sẻ rất là hay luôn về chuyện tâm linh huyền bí, thì lần đầu tiên em mới nghe. Rồi trong khi nửa tháng đó có mình có đọc cái gì trong khi mà mình ngồi thiền định đó, có khi nào mà mình có đọc có bùa phép gì không? Dạ không, cái này mình chỉ là niệm ơn của Đức Phật thôi. Ví dụ là mình đọc là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bên Nam Tông thì mình đọc là Bút Thô. Bút Thô nghĩa là tên của Đức Phật, để lấy oai nghiêm của Ngài để mình tu tâm dưỡng tánh cho mình được tịnh, rồi mình được thấy cái kinh của Đức Phật đắc đạo như thế nào. Cảm ơn anh được. Anh được có thể dẫn cũng cho tụi em tham quan cái phòng mà đi thiếp được không? Dạ, xin mời. Đây, mời quý vị theo anh được để anh được dắt vào những cái phòng đi thiếp nha, để cho các bạn tham khảo thôi, chứ cái tháng này cũng chưa có phải tháng đi thiếp, thành ra mấy ông sư đóng cửa hết rồi, mình chỉ có cho xem phòng thôi. Thường thường là những ngày nào cũng mình mới được sinh nhật.
đi thiếp được nó ăn được. Dạ thì theo bên Nam Tông thì ngày ra hạ là mình bắt đầu vào trong cái lớp học ngồi thiền. Dạ. Thì nó thường thường là nó ngày 3 tây tháng 10. Dạ. Thì năm nay thì dự định là mở lớp học ngồi thiền này sẽ vào ngày 3 tây tháng 10. Chỉ trong một năm chỉ có một tháng. Dạ, đó một hả? Năm thì được nửa tháng. Dạ. Thì nói chung lớp học thiền này thì có chỉ có ông bà già già thôi mới học. Chỉ là mấy cái phòng này là đi vô mỗi một phòng một người phải không anh được? Dạ, đây mỗi một phòng một người đây. Một người. Một người à. Bên đây là phòng của mấy bà, còn bên đây là phòng của mình. À, bên đây là phòng của mấy bà, bên ngăn bên đây là phòng của mấy ông, đây là ngồi thiếp nha các bạn. Chuyện quá thật nha. Là mấy cái phòng này chừng nào mình vô mình phép mới mở cửa cho hành động. Dạ dạ, mình vô trong ngồi mình đóng cửa. Mình cũng đóng cho hành động cửa. Dạ dạ. Khi nào tới giờ ăn thì mình về.